Xin chào tất cả các bạn. Chúng mình cùng ghé thăm sửa chữa laptop 24h.com để xem các bạn gửi lời chúc tốt đẹp đến các thầy cô giáo trong ngày 20/1 nhé. Xin chào các bạn. Nhân dịp xin chào các thầy cô giáo. Thì nhân dịp 20/1 thì em xin gửi tới lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy các cô. Cũng xin chúc các thầy các cô thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục truyền cảm hứng, truyền tri thức cho tất cả các em, cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn. Bên ngành giáo Việt Nam mình chúc tất cả các thầy cô giáo mạnh khỏe và hạnh phúc và dìu dắt các bạn học sinh tiếp sau ạ. Rồi. Em Hiệp. Xin chào tất cả các bạn. Nhân dịp ngày 20/1 mình xin chúc tất cả các thầy cô giáo có những một ngày thật vui vẻ, mạnh khỏe. Và nằm người lái đò đưa dìu dắt các bạn này qua bến sông được nhiều tiếng đò hơn. Rồi, xin cảm ơn. Xin chào các bạn, mình tên là Thành. Hiện tại mình đang công tác tại cơ sở 11 Phố Nhồn, sửa chữa laptop 24h. Hôm nay nhân ngày 20/11 thì mình xin gửi lời chúc đến toàn thể các thầy cô giáo nói chung và những người sự nghiệp chồng người nói riêng một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và đặc biệt là nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp từ những người học sinh, sinh viên của mình. Cảm ơn. Rồi. Chúng ta cùng đến với bạn tiếp theo. Xin chào các bạn, mình là Từ Anh. Mình đang là nhân viên của sửa chữa 24h. Hôm nay nhân ngày 20/11 thì mình xin gửi lời chúc tốt lành đến các thầy cô giáo và cảm ơn các thầy cô giáo đã dìu dắt chúng em trên những bến bờ kiến thức mới mẻ. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Vâng. Xin chào các thầy cô và các bạn cũng như là các bạn đã đang và sắp tới sẽ là các thầy cô giáo. Sự nghiệp chồng người rất là thiêng liêng và hôm nay nhân ngày 20/1 mình xin gửi tới là chúc tốt đẹp nhất. Kính chúc các thầy cô luôn giữ gìn sức khỏe, luôn đam mê yêu nghề và luôn ra những sản phẩm tốt nhất cho cuộc sống và xã hội. Xin cảm ơn. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Trí. Hiện tại công tác ở cơ sở nhỏ 24h. Mình nhân ngày 20/11 mình xin chúc các thầy cô một sức khỏe dồi dào, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống và mong các thầy cô tạo ra những sản phẩm tốt nhất để cho các thế hệ tương lai của em đất nước sau này. Xin cảm ơn. Chào tất cả các bạn.